Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự tối trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2024 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ quyết tâm chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả. Không để cán bộ mất lượng, làm cản trở sự phát triển của thành phố Biên Hòa. Đây là những mảnh quỹ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa. Dự án đường ven sông Đồng Nai, người dân đã nhận đất tái định cư nhưng vẫn còn nhiều trăn trở. Phần tin thế giới, quốc vương Jordan Abdullah tham gia vào các nỗ lực nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng Trung Đông. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu khí của Iran. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì chương trình chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Chương trình được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu để phát triển nhanh và bền vững, là sự nghiệp của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc, không để ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thủ tướng cho biết đây là năm thứ ba liên tiếp chúng ta tổ chức chương trình chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia. Sự kiện quan trọng này thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước chung tay chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Sự kiện cũng truyền tải thông điệp của Chính phủ, quyết tâm theo đuổi cuộc cách mạng chuyển đổi số một cách sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và hiện đại hóa quản trị quốc gia, mang lại lợi ích cho mọi người dân và cho đất nước. Đặc biệt, nếu làm tốt công tác chuyển đổi số, xếp hạng của Việt Nam về chuyển đổi số trên thế giới sẽ được tăng lên, góp phần xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia, qua đó thúc đẩy, xúc tiến, thu hút đầu tư tốt nhất. Tin trong tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, thành phố Biên Hòa phải có lộ trình cụ thể trong việc trả nợ các tiêu chí đô thị loại 1. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa vào chiều qua. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Biên Hòa đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và 46 chỉ tiêu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, dân vận cho năm 2024. Đến nay, Biên Hòa đã thực hiện đạt và vượt 28 trên 46 chỉ tiêu, dự ước đến cuối năm các chỉ tiêu còn lại đều đạt và vượt. Tuy nhiên, thành phố Biên Hòa đã được công nhận đô thị loại 1 đã gần 10 năm nhưng đến nay còn nhiều tiêu chí chưa đạt, như đất canh tác xanh sử dụng công cộng khu vực nội thành, nội thị, mật độ đường trong khu vực nội thị. Hiện thành phố cũng chưa có nhà tang lễ nào, trong khi tiêu chuẩn theo nghị quyết Quốc hội đô thị loại 1 phải có từ 2 đến 4 cơ sở. Ngoài ra, nhiều dự án trọng điểm của thành phố đang chậm so với tiến độ đề ra. Báo thành phố cũng thay đổi phương pháp, là đi thực tế cùng với các chủ đầu tư để ưu tiên những cái điểm khó, để tháo gỡ, để có cái điều kiện đưa máy móc vào, cũng như là có cái mặt bằng liên tục để tạo điều kiện có cái mặt bằng thi công để đảm bảo cái tiến độ cũng như cái khối lượng, để có cái khối lượng giải ngân. Thì vừa qua cái cách làm như vậy mới phối hợp được mà. Và cũng tiếp tục trong cái ưu điểm trong cái phương pháp làm vừa qua, thì thành phố sẽ tiếp tục xác định những cố gắng, những dự án nào gần đi đến cuối để hoàn thành thì tập trung dồn lực dồn sức cho nó dứt điểm từng dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng đội ngũ cán bộ công chức ở Biên Hòa hiện nay đang bị chìm trong công việc. Lãnh đạo tỉnh ủy đã chỉ đạo rất nhiều việc cho Biên Hòa nhưng sự chuyển biến còn rất chậm, thậm chí nhiều việc chưa thực hiện. Bây giờ phải giải quyết những dự án hàng ngàn lô tái định cư, những dự án lô tái định cư cao tầng là bây giờ phải quyết liệt bước vào đi chứ không... Không thì biết chừng nào
biết chừng nào mới là thúc đẩy phát triển. Tái định cư còn không có, lấy đâu có đất để làm dự án. Không có dự án thì làm sao mà chỉnh trang đô thị Biên Hòa. Mấu chốt đầu tiên là tái định cư làm còn không xong, thì đừng có nói đến những câu chuyện phát triển của nó. Lãnh đạo tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, cán bộ nào mất lửa, không thể làm được việc thì hãy rời ghế, bởi không thể làm cản trở sự phát triển của Biên Hòa vì những lý do như vậy. Chiều qua, đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn dẫn đầu đã đi thăm hai doanh nghiệp là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bosch Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nam Long ở huyện Long Thành. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Vi và Ủy viên Thường vụ Bí thư Huyện ủy huyện Long Thành Dương Minh Dũng. Tại nhà máy Công ty Bosch Việt Nam, cơ sở sản xuất dây đai chuyền lực trong động cơ ô tô cung ứng cho thị trường toàn cầu. Nhà máy có vốn đầu tư hơn 360 triệu euro, công suất 5 triệu sản phẩm một năm. Sau 15 năm hoạt động, nhà máy Bosch tại khu công nghiệp Long Thành, Đồng Nai đã sản xuất 50 triệu sản phẩm cung ứng cho các khách hàng trên toàn thế giới. Bosch Việt Nam không chỉ là điểm sản xuất lớn nhất của Bosch ở châu Á với 1.700 lao động, mà còn là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và là đơn vị có đóng góp tích cực trong kết nối, phát triển cộng đồng tại địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp khi đầu tư vào Đồng Nai với dự án công nghệ cao, đẳng cấp. Trong quá trình kinh doanh, nhà đầu tư cũng đồng hành cùng địa phương trong nhiều hoạt động an sinh xã hội. Tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nam Long tại ấp 3 xã Long An, huyện Long Thành, qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, đây là đơn vị sản xuất găng tay cao su hàng đầu tại Việt Nam, chiếm thị phần lớn ở thị trường nội địa và xuất khẩu sản phẩm ra thị trường hàng chục nước trên thế giới. Ở thị trường trong nước, sản phẩm của Nam Long được người tiêu dùng ưa chuộng và 12 năm liền được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. Chúc mừng sự phát triển của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nam Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn mong muốn với bản lĩnh, nhiệt huyết tuổi trẻ của người đứng đầu doanh nghiệp cùng cộng sự thì công ty sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh trong thời gian tới. Những khó khăn vướng mắc của công ty cũng như cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp Việt cần được mạnh dạn chia sẻ để lãnh đạo tỉnh, các địa phương nghiên cứu, tháo gỡ. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, tại các điểm đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cùng đoàn công tác đã tặng hoa, chúc mừng, động viên các doanh nghiệp. Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Ngọc Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Long Khánh về kết quả thực hiện nghị quyết 16 ngày 19 tháng 5 năm 2020 của tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giai đoạn 2020-2025, gọi tắt là nghị quyết số 16. Thực hiện nghị quyết số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn thành phố Long Khánh đã tổ chức được hơn 200 đợt tuyên truyền pháp luật tại 58 khu phố và các đơn vị cho hơn 41.000 lượt người tham gia, cấp phát hàng ngàn tờ rơi và tài liệu tuyên truyền. Qua tuyên truyền, người dân đã chủ động cung cấp cho lực lượng công an 271 nguồn tin, trong đó có 137 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra, làm rõ 85 vụ, bắt 212 đối tượng. Đối với công tác đấu tranh các loại tội phạm về trật tự, xã hội, từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 6 năm 2024, trên địa bàn thành phố đã xảy ra hơn 390 vụ án. Cơ quan công an đã điều tra, làm rõ, đạt từ gần 80% trở lên, bắt xử lý hơn 420 đối tượng. Đặc biệt đối với tội phạm băng ổ nhóm, lực lượng công an đã phát hiện triệt phá hai băng nhóm tội phạm hình sự, bắt 6 đối tượng. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã đấu tranh xử lý có hiệu quả đối với các loại tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương phải nhìn nhận, đánh giá thực chất việc triển khai nghị quyết số 16 để đánh giá, rút kinh nghiệm, nhất là ra soát lại, đối chiếu để xác định nguyên nhân tồn tại, khó khăn trong việc thực hiện nghị quyết số 16. Đối với công tác điều tra, truy tố các loại tội phạm, cần phải quan tâm đến chất lượng điều tra để giảm việc trả hồ sơ điều tra bổ sung. Hàng năm, các cấp ủy cũng cần phải có kiểm điểm đánh giá về việc thực hiện nghị quyết số 16 để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những tồn tại, hạn chế. Sáng nay, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2024 và phát động phong trào thi đua hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam năm 2024.
Tham dự có đồng chí Võ Văn Vi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, sau một năm phát động phong trào thi đua kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Đồng Nai đã thực hiện cuộc thi đua và đạt được nhiều thành quả tích cực. Riêng trong phong trào nông dân sản xuất giỏi, giúp nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững, tính đến thời điểm hiện tại đã có trên 81.000 hộ đăng ký danh hiệu nông dân thi đua giỏi các cấp trong năm 2024. Và ngoài ra thì các cấp hội nông dân còn hỗ trợ nhau về công lao động, về giống vật tư và lương thực, quy ra thành tiền khoảng hơn 5 tỷ đồng. Trong năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh cũng đã tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn hỗ trợ vận động hội viên nông dân mạnh dạn cơ cấu lại tổ chức sản xuất các loại nông sản theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác hàng hóa, hỗ trợ nông dân phát huy ưu thế của những nông sản có tiềm năng. Trên cơ sở căn cứ năng lực và nhu cầu thực tế của thị trường, khuyến khích các mô hình kinh tế tập thể chủ động nghiên cứu, mở rộng quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường liên kết hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, hàng hóa. Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân trong tỉnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ hội tiên phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với người nông dân, muốn mà sản xuất kinh doanh tốt thì liên tục mình phải phấn đấu hàng ngày hàng giờ, sản xuất ra cái sản phẩm phải có giá thành rất là hạ, tức là năng suất cao để đủ sức cạnh tranh trong nước vẫn lẫn như vậy là xuất khẩu. Cái thứ ba nữa là giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người, nhiều gia đình. Hiện nay toàn tỉnh có 149 cơ sở hội, 959 chi hội và trên 5.100 tổ hội với gần 115.000 hội viên. Trong thời gian vừa qua, Hội Nông dân tỉnh cũng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, đánh giá chất lượng tổ chức hội và hội viên nông dân. Qua đó có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của ban chấp hành, chi hội, tổ hội, chất lượng hội viên và chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội. Trong đó, chú trọng các hoạt động hướng về cơ sở, phân công cán bộ, công chức Hội Nông dân tỉnh theo dõi phụ trách địa bàn để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên, nông dân. Thường xuyên phản ánh tình hình tổ chức hoạt động của hội, chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức hội sẽ tiếp tục quán triệt các cái tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy, đặc biệt là chuẩn bị cho cái hỗ trợ tạo điều kiện cho cái chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Những thứ hai là tiếp tục tuyên truyền vận động để hội viên nông dân là thực hiện các phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học theo đúng cái tinh thần nghị quyết của Trung ương cũng như là nghị quyết của tỉnh đảng bộ. Dịp này có 12 cá nhân vinh dự nhận kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh cũng chúc mừng hai hội viên đạt Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024. Chiều qua tại hội trường huyện ủy Định Quán, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức chương trình kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng 20 tháng 10 1914, 20 tháng 10 2024 với sự tham dự của 300 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong chuỗi các hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục cho thanh thiếu nhi về cuộc đời và tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng. Qua đó bồi dưỡng truyền thống yêu nước, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn xây dựng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Hiếu Trung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cho biết, cuộc đời của anh hùng Lý Tự Trọng là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của tuổi trẻ Việt Nam. Câu nói: "Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể là con đường nào khác." Đã ghi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, con đường cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng và các thế hệ cha anh vẫn đang soi đường, dẫn lối cho thế hệ trẻ ngày hôm nay xung kích, tình nguyện, đi đầu trên mọi lĩnh vực. Tại lễ kỷ niệm, thanh thiếu nhi đã được theo dõi phóng sự về cuộc đời và sự nghiệp của người anh hùng Lý Tự Trọng, được tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tìm hiểu về đồng chí Lý Tự Trọng và nhận các phần quà hấp dẫn.
Cảm rất là bồi hồi và xúc động khi mà em thấy được là ngay từ lúc khi anh vẫn còn nhỏ là anh đã có một lòng yêu nước hồng này, đã từ một cậu thiếu niên mà đã xung phong sang cả một nơi mà gọi là nơi đất khách quê người đó, nhưng mà anh vẫn học tập và muốn khích lệ mọi người tham gia vào, thì đó là cái cách sống mà người trẻ chúng ta bây giờ cần phải học hỏi rất là nhiều. Buổi sinh hoạt ngày hôm nay thì cũng khá là thiết thực, thì trong những cái nội dung này thì mình có thể biết được về thân thế, về lịch sử và hoạt động của nhà cách mạng là Lý Tử Trọng. Thì đối với những cái thông tin này thì đã giúp ích rất nhiều cho đoàn viên nói chung và đoàn viên trong công an huyện nói riêng, biết về những thông tin rồi những cái lịch sử của đồng chí Lý Tự Trọng, thì để góp phần là nâng cao cái tư tưởng chính trị và đạo đức cách mạng cho tất cả đoàn viên thanh niên ở trên địa bàn huyện Định Quán. Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên, học sinh còn được sinh hoạt chuyên đề về tinh thần Lý Tự Trọng, khát vọng thanh niên. Qua sinh hoạt chuyên đề, thanh thiếu nhi tìm hiểu về cuộc đời, tấm gương kiên trung của người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên. Từ đó, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc của thế hệ trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù đến nay thì đồng chí Lý Tự Trọng đã đi xa, nhưng tinh thần, những khí tiết cách mạng của người anh hùng luôn luôn sẽ là ngọn lửa soi đường dẫn dắt cho các thế hệ thanh niên Việt Nam. Thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống của tổ chức đoàn nói chung, thì chúng tôi rất mong muốn rằng các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh sẽ tiếp tục để tự tìm hiểu và từ đó xây dựng cho mình những tình cảm về những người anh hùng, tình cảm về tổ chức, tình cảm về quê hương đất nước, để từ đó bản thân của mỗi người luôn luôn lao động học tập phấn đấu theo tấm gương của những người anh hùng, phấn đấu để xứng đáng với sự kỳ vọng của các thế hệ đi trước. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tuổi trẻ Đồng Nai sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần Lý Tự Trọng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển của đất nước. Chương trình thời sự tối nay tiếp tục với các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 7, tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng ở mức khoảng 6,8 triệu tỷ đồng. Con số này tăng hơn 300.000 tỷ đồng so với cuối năm ngoái. Đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, theo số liệu thống kê mới nhất liên quan đến tiền gửi của người dân và các tổ chức kinh tế vào hệ thống tổ chức tín dụng, tiền gửi của dân cư 7 tháng đầu năm nay tăng gần 4,7% so với đầu năm. Tuy nhiên, con số lũy kế tuyệt đối là cao nhất từ trước đến nay, nhưng tốc độ tăng lại thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ 2 năm trước, lần lượt 8,9% và 6,2%. Giá trị tăng thêm hơn 300.000 tỷ đồng cũng thấp hơn so với con số tăng thêm cùng kỳ của 2 năm trước. Ngoài ra, trong khi tiền gửi dân cư tăng, lượng tiền gửi của các tổ chức giảm nhẹ 1,07% so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt 6,7 triệu tỷ đồng. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội vừa được Cục Thống kê Đồng Nai công bố, tháng 9 năm 2024, hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển tích cực. Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 9 đạt 25.600 tỷ đồng, tăng 2,82% so với tháng trước và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 9 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 219.000 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Cũng theo Cục Thống kê Đồng Nai, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 năm 2024 của Đồng Nai tăng 0,48% so với tháng trước. Chỉ số giá bình quân 9 tháng năm 2024 so với cùng kỳ tăng 2,96%. Trong 10 nhóm hàng hóa tăng giá, tăng cao nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế 9,07%, đồ dùng và dịch vụ khác 8,79%, nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng 3,57%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống 2,94%. Từ đó có thể thấy nguyên nhân chính dẫn đến CPI tháng 9 và 9 tháng năm 2024 tăng khá cao là do giá hàng hóa của một số nhóm ngành có xu hướng tăng đáng kể như hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhà ở, chất đốt và vật liệu xây dựng, may mặc, mũ nón, giáo dục, văn hóa, giải trí và du lịch. Trong tuần qua, từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 10, giá các loại vàng miếng liên tục trồi sụt. Đầu tuần, giá vàng miếng tăng 1 triệu đồng một lượng so với cuối tuần trước. Cụ thể như giá vàng miếng SJC niêm yết mua vào ở mức 83 triệu đồng một lượng và bán ra 85 triệu đồng một lượng. Đến cuối tuần, giá vàng miếng giảm 500.000 đồng một lượng so với đầu tuần.
Theo đó, giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 82,5 triệu đồng một lượng và bán ra 84,5 triệu đồng một lượng. Tương tự, vào cuối tuần này, giá các loại nhẫn trơn cũng bất ngờ giảm từ 30 đến 50 ngàn đồng một chỉ sau một thời gian liên tục tăng giá. Trong tuần qua cũng ghi nhận giá các loại xăng, dầu đồng loạt tăng so với tuần trước. Trong đó, giá các loại xăng tăng từ 996 đến 1.258 đồng một lít, giá các loại dầu tăng từ 908 đến 1.139 đồng một lít 1 kg. Sau điều chỉnh, giá xăng RON95 có giá bán lẻ tối đa 21.061 đồng một lít, giá dầu diesel lên mức 18.500 đồng một lít. Theo Sở Công Thương, tại các chợ Biên Hòa, Long Khánh, Long Thành, Phương Lâm, huyện Tân Phú, giá các loại thực phẩm khá ổn định. Thịt heo ba rọi có giá từ 120 đến 145.000 đồng 1 kg, thịt heo nạc từ 90 đến 120.000 đồng 1 kg, thịt bò phi lê từ 280 đến 320.000 đồng 1 kg, thịt gà công nghiệp từ 45 đến 60.000 đồng 1 kg, cá diêu hồng từ 60 đến 75.000 đồng 1 kg, tôm loại phổ biến từ 180 đến 220.000 đồng 1 kg. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực ngày 1 tháng 7 2025 bổ sung một chương quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung, trong đó quy định về đối tượng, nguyên tắc, quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và chính sách của nhà nước đối với bảo hiểm hưu trí bổ sung. Quy định này giúp tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động có thêm sự lựa chọn tham gia đóng góp để được hưởng mức lương hưu cao hơn. Đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là người sử dụng lao động và người lao động. Với chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung, nhà nước khuyến khích phát triển loại hình bảo hiểm này thông qua các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế, qua đó tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động có thêm sự lựa chọn tham gia đóng góp để được hưởng mức lương hưu cao hơn. Đồng thời, chính sách sẽ tiếp tục được hoàn thiện, tổ chức thực hiện theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và minh bạch. Trên lĩnh vực hạ tầng đô thị, thưa quý vị khán giả, dự án đường ven sông Đồng Nai ở phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa là dự án lớn của tỉnh Đồng Nai. Dự án này có tổng chiều dài 5,2 km với tổng mức đầu tư hơn 1,3 ngàn tỷ đồng và được khởi công từ cuối năm 2021. Thời điểm đó, để góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành của dự án, rất nhiều hộ dân thuộc phạm vi thi công đã chủ động nhường đất dù chưa được bàn giao tái định cư. Và sau 3 năm sống lay lắt trong những căn nhà trọ chật chội, nay người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã được nhận đất tái định cư để thiết lập cuộc sống mới. Tuy vậy thì bên cạnh niềm vui thì họ cũng còn lắm nỗi niềm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Những căn nhà kiên cố liên tục được xây mới tại khu vực này. Đây cũng là vị trí dành cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường và kè ven sông Đồng Nai ở phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa. Sau gần 3 năm đằng đẵng chờ đợi, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn vì phải thuê trọ, thì nay trên gương mặt những người dân này đã xuất hiện những nụ cười hạnh phúc. Tôi giao đất cho nhà nước, rồi tôi mới ra ở trọ. Là cái cuộc sống mà ở trọ nó chật hẹp, nó rất là khó khăn. Nhà nước cấp đất tôi rất là mừng, tại mừng là được cất nhà ở, là cho cái cuộc sống nó ổn định. Ở nhà trọ mấy năm, làm khổ sở và rắc rối trong cái sự sống của tôi. Đang cất nhà là cũng là mừng, rất là mừng. Có đất tái định cư để cất nhà chắc chắn là niềm vui. Song bên cạnh đó, người dân vẫn còn rất nhiều nỗi trăn trở. Thời điểm bàn giao tái định cư là năm 2023, trong khi năm 2021, nhiều người dân đã phải nhường đất cho dự án. Người dân cho rằng không có sự hỗ trợ phù hợp. Cụ thể, để nhận một phần đất tái định cư tại đây, họ phải thực hiện đóng thuế và cơ sở hạ tầng. Hai khoản chi phí này trên thực tế không hề nhỏ. Trong khi đó, để thiết lập cuộc sống tại nơi ở mới, họ phải tính toán xây cất nhà. Quá nhiều chi phí yêu cầu xử lý cùng lúc, nhiều hộ dân gần như không có khả năng để làm nhà, dù đất đã có. Giờ không chịu cấp giấy sự quyền sử dụng đất cho tôi cất nhà. Mà bây giờ kêu tôi phải đóng cơ sở hạ tầng. Ôi cái mà đóng tiền mà thế đất á, là đã nhiều rồi.
mà giờ đòi cơ sở hạ tầng nữa, giờ tiền đâu tôi đóng. Tôi cấp giấy cho tôi cất nhà, với hai nữa là tôi xin là mấy ông đóng thế thì đóng từ từ. Còn cái vấn đề là cơ sở hạ tầng mà bây giờ kêu đóng hỏi nhà đền đâu có được bao nhiêu tiền. Mà giờ bắt đóng thế rồi cái đóng cơ sở hạ tầng tôi đâu có tiền tôi xây nổi. Là tôi yêu cầu nhà nước là không nên tính tiền thuế hạ tầng cơ sở của dân chúng tôi. Bởi vì dân chúng tôi đã giao đất vào năm 2021. Tới năm 2023 nhà nước mới giao đất cho chúng tôi. Thì tại sao nếu giao đất tôi ngay thời điểm đó thì tôi đâu phải dính cái nghị định 32 tới bây giờ. Nhà nước cũng phải nên xem xét là cho dân có thể là tính theo phương án nào đó, đóng chậm hay đóng trễ. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay đã tổ chức bốc thăm cho 129 lô tái định cư và bàn giao cho người dân được 113 lô tái định cư ngoài thực địa. Hiện nay còn 16 lô chưa bàn giao do các hộ phụ chưa đóng tiền cơ sở hạ tầng và trường hợp hộ chính mời bàn giao ranh tái định cư nhưng không tham dự. Thiết nghĩ người dân đã chịu nhiều thiệt thòi trong suốt thời gian dài chờ đợi tái định cư. Mong rằng các cấp chính quyền cũng cần có xem xét phù hợp để tạo điều kiện cho họ tái lập cuộc sống tại nơi ở mới. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 10 năm nay, kỷ niệm tròn 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã và đang trở thành lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong thời kỳ mới. Thế nhưng doanh nhân cũng là giới thường bị các thế lực thù địch xuyên tạc, bịa đặt về vị thế, về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, kích động, chia rẽ khối doanh nhân. Mời quý vị cùng nhận diện, bóc trần và phòng chống các hành vi xuyên tạc mới của các thế lực thù địch về đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Thời gian vừa qua, nhân việc các cơ quan chức năng của nhà nước tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can, xử án đối với một số doanh nhân vi phạm pháp luật trên một số trang mạng xã hội, các tổ chức và cá nhân chống phá đã đặt ra những câu hỏi nhằm đánh tráo bản chất, hướng lái các vụ án sang chiều hướng tiêu cực, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng ta với đội ngũ doanh nhân. Các thế lực thù địch và cơ hội chính trị xuyên tạc việc khởi tố điều tra các bị can trên là nhắm vào giới doanh nhân, giới siêu giàu. Trang của tổ chức khủng bố Việt Tân rêu rao, chiến dịch đánh tư sản bắt đầu, từ đó suy diễn. Nhiều tỷ phú lần lượt bị bắt giam, một số khác đang được dự đoán sẽ sổ khám trong thời gian tới. Các đối tượng bị đặt ra chuyện bắt các doanh nhân là do đấu đá quyền lực trong Đảng, từ đó miệt thị, sống dưới chế độ độc tài cộng sản hiện nay. Những đại gia, tài phiệt hoặc người giàu có tài sản đều là những người nằm trong tầm ngắm của các lãnh đạo Đảng Cộng sản, cho dù họ làm ăn chân chính cũng không thoát khỏi. Một số người nhẹ dạ cả tin cũng đã đưa ra các bình luận cổ suý cho luận điệu này, xuyên tạc vụ án hình sự, sang nghi vấn đấu đá nội bộ. Nguy hiểm hơn, các đối tượng chống phá còn các ghép ảnh, ghép nối văn bản, lấy thông tin cũ, xào lại, rồi tung lên mạng, thu hút cộng đồng mạng vào xem, bình luận theo hướng doanh nghiệp này sắp phá sản, doanh nghiệp kia sắp vào lò. Tin đồn cùng với những thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các đối tượng thù địch tấn công trực tiếp vào các doanh nghiệp, doanh nhân, còn nhằm mục đích xấu xa, đó là gây hoang mang dư luận, tạo bất ổn trong xã hội, khiến người dân suy giảm lòng tin vào kinh tế đất nước. Một số tổ chức, hội nhóm phản động như Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, các hãng truyền thông hải ngoại thiếu thiện chí với Việt Nam, đã bốc lửa bỏ vào tay doanh nhân, rồi suy diễn thành cái gọi là doanh nhân đối đầu với thế lực chính trị, như việc trứng chọi đá. Cần hiểu rõ, không chỉ tại Việt Nam mà tại tất cả quốc gia trên thế giới, trong quá trình sản xuất kinh doanh đều không tránh khỏi việc một số chính sách và hoạt động điều hành của các cơ quan chức năng nhà nước còn hạn chế, bất cập. Một số doanh nhân và doanh nghiệp có sai phạm, trục lợi bất chính, gây bức xúc xã hội, méo mó môi trường đầu tư và gây thiệt hại cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Thế nhưng, có một số đối tượng chuyên bới lông tìm vết, nhặt nhạnh vụ việc tiêu cực được đăng tải trên báo chí, truyền thông và mạng xã hội để đưa ra các bình luận, giải thích cực đoan, xuyên tạc. Kiểu, chỉ thấy cây mà không thấy rừng, lấy con sâu làm rầu nồi canh, để khái quát và áp đặt chủ quan, quy kết bôi đen vai trò, chức năng quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Từ đó, bóp méo chính sách của nhà nước, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.
từng người lao động trong các doanh nghiệp đến từng công nhân, đảng viên phải luôn tỉnh táo, nhận diện rõ để phản bác những quan điểm, hành vi sai trái này.